đi đôi đấy. Ôi giời, một con luôn các bạn ơi. Ui, 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 đấm ui. Ui, ui, kia hai con à. Xin chào mọi người, quay trở lại với kênh Trái Với Lâm nhá. Đấy, thì là hôm nay có người dân gọi anh em mình tới bắt rắn rồi ạ. Thì các anh, ok, cánh tới trước rồi. Anh bắt hết rồi. Vừa gọi xong nó tới rồi, hả các anh? Bắt hết của em vừa đấm. Bếp của bà em là? Đi rồi. Người thì có người ta gọi bắt rắn này. Thì đang mổ cái nhà này quay cho ông Thư mà em lại quay đây à? Ừ thì bảo là có người gọi bắt rắn thì tới. Ừ thì em quay hết thôi để quay video khác nhá. Ok. Nhưng mà thôi em không quay video nhà này nữa. Thì có người bảo là bắt rắn, gọi bắt rắn tới đây, bắt rắn mà anh tới trước à? Ừ thì người ta gọi cả đây. Gọi cả, ui máy cam mờ mờ. Cả đội mình cơ. Ừ gọi cả đội. Tuyển quay đi, tuyển quay đi. Tuyển quay đi, tuyển quay đi. Thấy bảo nhà này có cả quân binh, có cả vòng pháp sư thế, nhà công, nhường công. Chết dở này. Các anh ấy tìm chưa? Đâu, vừa tới không ạ? Tôi nhường nhá. Tại vì hôm nay mưa gió nên tôi nhường công đấy. Sáng tôi. Thế mà tìm đây anh ơi. Thế ở trong nhà trên nhà dưới nhỉ? Anh em ơi. Có gì treo thường kìa. Cái gì đấy? Tối hôm nay đồng. Đồng à? Đồng. Gỗ ơi. Gỗ. À đồng. Đồng. Hai bên đều có một người các bạn này. Thằng nào kia? Ui. Ở đây. Ôi chủ nhà, chủ nhà. Ui chủ nhà đấy. Ôi giời. Ông Ngọc. Gì mùi giống. Anh Ngọc à? Đó là chủ nhà. 500 năm tuổi hay đây? 500 tuổi. Người ta bảo trong nhà mà anh. Nếu ông mới tới ông mới tìm hết rồi. Làm gì còn nữa mà tìm nữa. Nhà nó quay đâu? Chưa tìm gì. Chưa, mới lên trong trời mưa này thì nhà đây. Trời mưa. Cái bích này 300 năm tuổi thì mở ra một cái nền. Ôi 300 năm tuổi. Nhờ. Ui, tay. Cái gì? Cái gì? Anh Hà đây à? Đâu? Ôi, mua rồi. Ôi, đây. Ôi, đây, mọi người đây. Ôi, cẩn thận này. Anh em mình lấy là không kiểm tra nhỉ? Không, không, không kiểm tra à? Không có đủ à? Thế rồi, các bạn này. Chi đôi đấy. Mới à? Ôi giời, một con luôn các bạn đây. Người ta gọi tới bắt rắn là người ta cả đội anh em mình luôn rồi cả. Chứ không phải có mình mới anh cháy mà gọi cả tất cả mọi người luôn. Ui, 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 kia hai con à. Ui giời, ô các bạn ơi. Ôi, cái này nó không chạy đây. Chạy á? Tự rồi. Nói phép tao cứ kéo ra đây, kéo đây. Ui giời ơi, quá gì này. Ui giời ơi, ông cụ tổ luôn này. Ôi giời ơi. Con này phải 10 cân. 5 7 cân. Ôi ơi ơi. Khó nhỉ. Khó thật. Con này nó nhẹ đầu lên này. Lâu năm rồi. Lâu năm lắm này. Cướp vậy. Anh ở đây hay đang cho vào ấy, anh bắt để đấy. Bắt đây bắt ai đấy, đến đây đang ngồi đây chờ anh em. Mời chờ em à. Nghỉ nghỉ hiểu nhỉ. Nghỉ nghỉ. Thấy các anh tới trước là không tìm thì hơi lạ. Ui. Ui giời. Lạ anh chưa. Ô thẳng người luôn. Thẳng người luôn. Không để em. Coi nhìn này. Cứ giờ rồi. Ba con nhá các bạn nhìn, con này mới to. Ôi con này giúp ơi, chảy máu mồm này. Con nào, con này nào. Ừ nó lao vào, chắc là vào nó chuyển thôi. Anh Dương, I love you. Ừ, anh Xin. Ê, anh nó mổ nhá, cẩn thận nhá. Tập trung vào rắn đây, không nó mổ nhá. Cắn trong cái thì cứ lấy cái túi đâu. Túi vừa cầm đi cùng theo ấy mà. Em cầm một tay đấy. Ui, giời ơi, ba con to các bạn này. Ui, con này nó chập nó mổ cái cùng luôn nhá. À, các bạn nhìn con, đây thưa các bạn, các bạn nhìn con to này, khủng nổ luôn, kinh thật đấy, nào một cái tay cả, con này 4 cân các bạn nhá, ôi ok, ấy thấy chưa, cái móng, ô con này cũng rút đâu này, nó rút ở trong tủ, đây rồi rút ở đây này, là rút tủ rồi, rút cái tủ đi mọi người, cái này bị chèn đây rồi, chặn nhá, em gỡ cho ra đi, anh đang nghịch cái thiếu thôi nhé, thiếu cái hồi quá, ui giời. Đấy, anh quê kìa.
Câu ngày nào cũng hút chả bán thua. Đấy, đấy, thấy chưa? Đứng gọi đoạn ra. Gọi ra nha, nó mổ nha. Đấy, chết nhỉ. Phá ngồi. Thế bảo là còn hô được rắn không mà. Đấy, đấy, đấy. Trời ơi, có gì anh em bảo hộ tôi nhé. Yên tâm nhé. Anh phải niệm một bài Phật cho sẵn nó im được. Thơm đi thơm. Đây bạn nhìn thấy chưa? Bạn nhìn thấy chưa? Ui giời, cái đừng. Ôi, ui, ui cái mồ ơi. Ui giời cái đầu ơi. Ơi, thấy chưa? Ui, 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 nó vỡ mới quay rồi. Ôi bây giờ nó thật là này bị đổi phong cách bắt rắn ở giống người bên Ấn Độ. Từ từ lấy từ từ lên. Từ từ lấy. Bắt rắn bằng hộp ai ai bắt cho túi cơ ông. Cho này bắt rắn đút vào hộp rồi đút đuôi đang đổ thôi. Nó không, ra cái gì? Hôm qua anh tới kia đời. Hôm nay anh đã. Có một buổi hộp đây. Phê chứ các bạn ơi. Dạ nhẹ, ôi giời ơi, rút được không? Nhà bắt chỗ khác nữa. Đâu như này, nó còn nghiêm hộp đấy. Nghiêm hộp anh lắm. Anh em mình bắt nó có kỹ thuật bắt rắn rồi mọi người nhá. Là có nghề bắt rắn rồi nha, mọi người cảm thấy đơn giản thôi nhưng mà... Đấy. Thấy chưa, phê chưa? Sao nổi gì ở ngâm luôn anh nhỉ? Có vào, có vào. Hôm qua anh đoạn đã làm dài ra đây, anh đoạn chơi. Bây giờ gọi này. I love you baby, but come on. Phê chưa mọi người? Ba con các bạn nhìn này. Ui giời này. Ui giời. Nghe đầu ơi. Ba con to, một con này to tầm 4 cân. Hai con kia bố còn tầm cân rưỡi, khoảng 2 cân thôi nhá. Còn chứ còn tầm 8 cân các bạn ạ. Mọi người ạ. Đi tìm tiếp anh ơi. Đi tiếp không? Các ông tìm lại tìm tiếp. Bảo đã. Ủa. Đi. Đi xung quanh đây. Mình thấy hai con trong tủ ấy. Mình tìm đốt luôn dưới gầm không có không em? Nếu không có thì có thì chơi không tiếp khó thôi. Đi gầm à? Con. Quay đây anh ơi, con anh ơi. Quay con, hai con, hai con. Hai con, hai con ơi. Hai con. Mẹ ông không tin. Đều không tin, ông ấy ông kiểm tra rồi. Ông kiểm tra rồi anh ạ. Vào đi, về đi. Vào về đi. Vào về các anh ơi, hết rồi. Chào tất cả mọi người. Hết rồi. Rồi, thằng video mình kết thúc tại đây mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nhá. Chào anh em nhá. Chào tất cả mọi người nhá.